Top 9 hoa hậu xấu thẩm tệ không ai muốn xem. Trong suy nghĩ của hết thảy mọi người trên toàn cầu, hoa hậu chính là người đại diện cho nhan sắc của một quốc gia hay là một lãnh thổ. Chính vì thế, những thí sinh có ngoại hình xuất sắc, trình độ học thức cao cùng với phẩm hạnh tuyệt vời chính là những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện danh giá ấy. Thế nhưng mà khi phần lớn các hoa hậu đều mang những vẻ đẹp chim sa cá lặn, thì cũng có những người xấu đến phát hờn mà khiến cho ai cũng phải thắc mắc. Nếu như các bạn đang thắc mắc là những nàng hậu trong Discovery Channel vừa đề cập ở trên trông như thế nào, thì hãy cùng với chúng mình để tìm hiểu về 9 hoa hậu xấu nhất thế giới bạn nhé! 1. Dâu Elizabeth Chatman, Hoa hậu của Barbados 2014. Dâu Elizabeth Chatman, Hoa hậu của Barbados, sở hữu sắc đẹp phải nói là thảm họa mới đúng. Nó thua xa suy nghĩ của mọi người về nhan sắc của một người đẹp, đại diện cho một quốc gia tham dự Hoa hậu thế giới. Sở hữu khuôn mặt dài, bị ví như là người chuyển giới phiên bản lỗi, với phần hàm thô, mũi to, môi dày và khuôn miệng kém duyên. Nhan sắc của dâu thì có thể khiến cho mọi người giật mình thon thót mỗi khi phải đối mặt. 2. Mila Vieira, Hoa hậu siêu quốc gia Brazil 2014. Một cái tên không thể không nhắc đến khi bàn về nhan sắc thảm họa đăng quang cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu siêu quốc gia Brazil 2014, Mila Vieira. Không chỉ sở hữu thân hình gầy, thô, Mila Vieira còn sở hữu khuôn mặt nam tính dài cùng với nụ cười gượng gạo, thần thái dở, không đỡ kịp. Nhiều người khẳng định Mila chính là nhan sắc Brazil đăng quang khiến họ thất vọng nhất từ trước đến nay. Bởi quốc gia của vũ điệu Samba bốc lửa vốn là cường quốc về sắc đẹp. Thế nhưng, tất cả mọi người đều ngơ ngác khi mà Mila Vieira được chọn là người đội vương miện của cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Brazil 2014. 3. Asano Yamada, Hoa hậu trái đất Nhật Bản 2015. Cuộc thi Hoa hậu trái đất Nhật Bản 2015 kết thúc với chiến thắng thuộc về cô gái 24 tuổi Asano Yamada. Thế nhưng điều này khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng hoảng hốt bởi nhan sắc có phần khó cảm nhận của cô nàng hoa hậu. Không khó để nhận thấy cô nàng sở hữu khuôn mặt kém xinh với những đường nét không cân đối và có phần thô cứng. Đặc biệt hơn, hàm răng khấp khểnh lộ ra cả nướu khi cười làm cho cô gái này trông có vẻ rất kém duyên. Với nhan sắc được đánh giá là mức dưới trung bình, thế nhưng mà cô gái này vẫn đăng quang Hoa hậu trái đất Nhật Bản 2015 đã làm cho công chúng vô cùng bức xúc. Rất nhiều ý kiến nhận xét tiêu cực về nhan sắc của cô. Tốt nhất là cô ấy không nên cười thì hơn. Cô ấy xấu xí quá. Điểm vớt vát của tân hoa hậu có chăng là chiều cao vừa đủ tầm? Cho dù là vậy thì nhiều người vẫn cảm thấy khó hiểu về quy chuẩn chấm thi của cuộc thi nhan sắc này. Khi mà đã chọn Asano Yamada đăng quang hoa hậu, cũng trong cuộc thi này, Á hậu 1 Matsuda Rina cũng đã gây tranh cãi trong dư luận vì nhan sắc được nhận xét là thô kệch và giống như là người đẹp chuyển giới. 4. Seong Nari, Hoa hậu Hàn Quốc 2008. Hàn Quốc là nơi vốn nổi tiếng về việc sửa sắc đẹp. Trước đây từng có nhiều cuộc thi trong nước khiến cho ban giám khảo phải đau đầu. Khi mà một loạt các thí sinh có gương mặt hao hao giống nhau, nhưng tiền lệ về hoa hậu kém sắc nhất chính là cái tên Seong Nari. Năm 2008, công chúng Hàn Quốc vào thời điểm đó đều rất bất ngờ. Khi một cô gái chỉ cao 1m68, nhan sắc thì tầm thường lại lên ngôi hoa hậu một cách khó hiểu. Cô bị người dân nước mình phản đối khi sướng tên lên ngôi hoa hậu vào năm 2008. Mặc dù khi ấy cô mới chỉ 23 tuổi, nhưng lại sở hữu vẻ bề ngoài già nua cùng với nhan sắc không mấy lung linh. Thế nhưng mà cô vẫn vượt qua hàng loạt thí sinh khác, một điều có thể xem là không tưởng. Chính vì điều này đã khiến cho Seong Nari vấp phải chỉ trích nặng nề từ công chúng. Đứng trước gièm pha của dư luận, Hoa hậu Hàn Quốc 2008 vẫn tự tin: "Tôi không xấu, chỉ là không ăn ảnh mà thôi." Các bạn thấy lời giải thích này như thế nào? Cho đến tận bây giờ thì Seong Nari vẫn được cho là hoa hậu kém sắc nhất trong lịch sử Hàn Quốc. 5. Đào Ngọc Khiết, Á hậu 2 của Trùng Khánh. Tại cuộc thi Hoa hậu của Trùng Khánh đã diễn ra ở sự kiện có 102, khi ba thí sinh đứng đầu đều bị cư dân mạng ném đá tả tơi vì quá xấu. Người xem còn phát biểu: "Đáng lẽ là tôi không nên xem, giờ đây thì không thể nào mà ngủ nổi. Cuộc thi Hoa hậu chỉ có 3 cô gái xấu xí này thôi sao?"
Nếu họ đại diện cho sắc đẹp Trùng Khánh thì tôi xấu hổ khi đến từ Trùng Khánh. Trong đó, đáng nói nhất là cô gái nhận được danh hiệu Á hậu 2 Đào Ngọc Khiết. Cô nàng bị chê là có cái miệng loe, mũi to nhìn không cân xứng, vì cũng không có nét gì là đẹp trên khuôn mặt cả. Và thậm chí là cư dân mạng còn lấy ra những điểm thô nhất trên khuôn mặt của Á hậu 2 ra để lắp vào khuôn mặt của rất nhiều những mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp của Trung Quốc để nhấn mạnh về độ xấu của cô. Trước phản ứng gay gắt của dư luận về nhan sắc tầm thường của ba người đẹp đăng quang, Ban tổ chức Hoa hậu quốc tế Trùng Khánh phải mở ra một cuộc thi khác, chọn thêm những người đẹp để làm hài lòng công chúng. 6. Leo Ngân Anh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017. Một đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách này, các bạn có đoán được là ai không? Đó chính là Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2017, Leo Ngân Anh. Ngay sau khi đăng quang, nhan sắc của Ngân Anh đã gây ra nhiều tranh cãi. Trong đó, không ít khán giả tỏ ra bức xúc vì nhan sắc không nổi bật, thiếu tự nhiên của cô gái 22 tuổi. Nhưng điểm lớn nhất trên khuôn mặt của Leo Ngân Anh là bờ môi. Thậm chí là có cư dân mạng đã hài hước bình luận nhận xét về tân hoa hậu. Thi hoa hậu mà hóa trang Halloween sớm vậy. Không chỉ bị chê bai về nhan sắc, Ngân Anh còn bị cư dân mạng nghi ngờ là mua để có được ngôi vị cao nhất hay là bơm môi bị lỗi. Sau gần 4 năm khi đăng quang, với những ồn ào về nhan sắc, Leo Ngân Anh trở về Việt Nam với tấm bằng thạc sĩ ở Anh, trở thành giảng viên của Đại học Hoa Sen và nhan sắc đã có phần thay đổi. Cô Hoa hậu Đại dương giờ đây trông xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. 7. Maya San San, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan. Tại đất nước Chùa Vàng, nơi người thuộc giới tính thứ 3, có thể tự do sống thật với bản thân mà không sợ bị người đời soi mói. Chính vì vậy, không có ít cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Được tổ chức hàng năm, đem lại nhiều gương mặt xinh đẹp. Thế rồi thì cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Vào đầu năm 2016, Maya San San khiến cho nhiều người dùng mạng châu Á một phen hoảng hồn khi đăng quang. Trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho những người chuyển giới ở Thái Lan, không giống như là nhiều hoa hậu chuyển giới, với gương mặt xinh đẹp hoàn hảo như là hương sang idol của chúng ta, Maya San San sở hữu gương mặt khá lạ cùng với làn da ngăm đen. Chính bởi ngoại hình khác so với số đông, Maya đã bị cộng đồng mạng Thái Lan cũng như là châu Á chế giễu, công kích suốt khoảng thời gian dài. Nhưng với phong thái tự tin, lạc quan, Maya đã khiến cho nhiều người liên tưởng đến Happy Paula, một cô nàng mập mạp vô cùng nổi tiếng ở Thái Lan. 8. Toàn An Kỳ, Hoa hậu Michigan, Mỹ 2016. Công chúng từng bị sốc khi mà thí sinh gốc Hoa Toàn An Kỳ được lên ngôi vị trí cao nhất của cuộc thi Michigan Mỹ năm 2016. Việc cô đạt vương miện đã gây nên làn sóng tranh cãi ngay tại trên quê nhà của cô là Trung Quốc. Toàn An Kỳ bị chê là có gương mặt không đường nét, già hơn so với tuổi thật, vóc dáng thì thô. Ngay tại quê nhà, dư luận Trung Quốc đã đánh giá đây là quyết định khó hiểu nhất trong một cuộc thi sắc đẹp. Đã có hàng trăm lượt bình luận về nhan sắc của Hoa hậu Michigan. Hầu hết đều cho rằng Toàn An Kỳ xấu hơn chữ xấu. Cô ấy xấu phát khóc luôn ý. 23 tuổi ư? Tôi tưởng là 43 tuổi ấy chứ. Một bình luận nhận được nhiều like nhất từng viết: tôi không hiểu là tại sao mà cô ấy có thể đăng quang với nhan sắc này. Thậm chí là việc cô ấy có mặt trong đêm chung kết đã là một sự kỳ diệu. Các bạn có thấy là đánh giá này có đúng hay không? 9. Rira Hongo, Hoa hậu quốc tế Nhật Bản 2015. Ngay sau khi loạt ảnh của Rira được đăng tải, rất nhiều ý kiến bình luận nhan sắc của Miss International Japan 2015 không có gì nổi trội. Nói trắng ra là xấu chẳng ai bì. Khi mà Rira bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc, gương mặt của cô được nhận xét như là chiếc bánh bao. Với các đường nét kém xinh, nhiều người phỏng đoán là cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ với phiên bản lỗi. Vì độ cứng và không có biểu cảm trên khuôn mặt, thậm chí là cư dân mạng còn cho rằng với nhan sắc xấu như thế này, Rira khó có thể dự thi hoa hậu. Nhưng thật không thể tin nổi, cô nàng từng đăng quang. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share video, nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và quả chuông thông báo bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Discovery Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.